Vâng, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Blog Pháp Tiêu nhé. Blog Pháp Tiêu đang ở chùa Linh Phước, hồ Chạy Mát, thành phố Đà Lạt nhé. Chúng ta cùng lên tham quan. Đây là trong chùa Linh Phước nhé. Chùa Linh Phước còn có một tên gọi khác là chùa Di Cha nhé. Tại ở trên những vách tường, những góc cột trang trí bởi nhuận minh xanh nhé. Nhuận minh xanh trang trí rất là đẹp. Giờ chúng ta cùng lên trên để tham quan. Đây là lối đi lên trên nhé, chúng ta cùng lên để tham quan. Để cho ông mới đói. Trang trí bởi những cái màn xanh rất là đẹp nhé. Đây là toàn cảnh của chùa Linh Phước nhé, còn gọi một cái tên ăn ngủ là chùa Di Cha. Đây là bức tượng, đây là cái chung đại hồng chuông lớn nhất Việt Nam nhé. Nếu các bạn thích kênh Blog Pháp Tiêu thì các bạn có thể đăng ký và cho kênh Blog Pháp Tiêu một like nhé. Để kênh Blog Pháp Tiêu đi mọi nơi để quay cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Bên đây là bức tượng Mẹ Quan Âm làm từ hoa bất tử và trời lớn nhất Việt Nam nhé. Đây là toàn cảnh của chùa Linh Phước. Đây là bức tượng làm từ hoa bất tử lớn nhất Việt Nam nhé. Bức tượng Mẹ Quan Âm làm từ hoa bất tử nhé. Đây là lối vô bức tượng Mẹ Quan Âm trong nhà lớn nhất Việt Nam nhé.